Rồi nó cũng cứng ngáp luôn chứ. Đau nói hả chế? Đau quá nó cứng. Nó cứng nè. Nó mềm thì nó lấy nhẹ chứ. Chế đừng giận chế thả lỏng giùm em cái chứ. Nó hơi bị sâu á. Lên rồi đó. Chữa lên cái chừng á. Chứ thả lỏng gì mềm cái. Mày ăn cơm rồi con. Mày ăn cơm rồi, chút mới ăn cơm được con. À, mày ăn cơm rồi mới chơi được con. Nhẹ ha. Thấy da nó cuộn hơi không? Nó cuộn ở trong, cái gì nãy nó cứng ngắc chứ không? Mình thì mình thấy lâu quá gà nó tê, cái này nó cứng ngắc luôn, tại nhìn nó ra cái da đó. Da nó tê á hả? Tê. Lúc nào chứ đau chứ nói em ha. Ừ, tiêm mất.
ở bên đây nó còn khủng nữa. Bên đây là do nó bị bầy nhầy. Nó không đau mà nó ngứa ngứa không, nó đã nó vừa vừa ngứa ngứa vậy. Dạ. Không, lấy nguyên cái góc kìa chứ. Cái cắt cái đứt cái góc người ta sao? Tại em nương, em sợ nó chảy máu, em đang nương nó cho nó lên cái góc đó. Hơi đau cái rồi chứ. Không ha. Ừ. Da nó cuộn chứ thấy không? Tính đâu da, tính là không có khóe, lúc được chứ thấy da nó cuộn ở trong đó.